Thời gian sau Tết do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công dự án, nhất là thi công hạng mục nền đắp K95 phụ thuộc vào thời tiết ở điểm mỏ và khu vực thi công. Để bù đắp tiến độ, đến nay các nhà thầu trên tuyến đều nỗ lực để huy động tối đa nhân vật lực để triển khai thi công. Về máy móc thì tăng đủ đảm bảo để điều kiện để thi công các mũi chứ không để thiếu. Còn về con người thì về nhân công thi công trên công trường thì báo anh là đơn vị cũng huy động đầy đủ các mũi để thi công các cái vị trí. Niên đường là rất là quan trọng vì nó phụ thuộc rất nhiều với thời tiết, cho nên là chúng tôi cố gắng tập trung vào để khoảng cuối đến bên 30 tháng 4 thì sẽ kết thúc được cái công tác lên đường. Kế hoạch của lãnh đạo công ty đưa ra là yêu cầu công trường phải đẩy nhanh tiến độ vượt 12 tháng. Mặc dù ba đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Hiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hưng, công ty cổ phần xây dựng Tân Nam đã huy động nhân lực máy móc triển khai thi công. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng chưa được xử lý dứt điểm do chưa thống nhất trong việc xác định nguồn gốc đất đền bù. Lãnh đạo công ty cũng đang cố gắng cung cấp thiết bị để đảm bảo tiến độ. Nhưng trong quá trình thi công thì cũng có một số cái vướng mắc là về chỗ mặt bằng ấy. Cũng mong là chủ đầu tư và các bên liên quan thì giải quyết sớm với nhà thầu để triển khai cho nó thông tuyến để đảm bảo tiến độ đúng như là chủ đầu tư đề ra. Dự án đường giao thông nối Vinh Cửa Lò giai đoạn 2 có chiều dài 10,8 km, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng. Hiện tiếp tục được triển khai xây dựng tuyến chính và khi hoàn thành, tuyến đường sẽ có thiết kế 12 làn xe. Đến nay, các đơn vị đã thi công được trên 30% khối lượng công việc, dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 4 năm 2024. Ngoài việc đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý Công trình Giao thông cũng thường xuyên cử cán bộ tư vấn, giám sát, tăng cường quản lý chất lượng công trình. Về cái giải pháp để đẩy nhanh được cái tiến độ thì chúng tôi cũng đã yêu cầu các nhà thầu là tăng cường các cái thiết bị thi công cũng như là để tăng cường thêm các cái mũi thi công và tăng ca tăng kíp để đảm bảo được cái kế hoạch đề ra và cũng như là đảm bảo chất lượng công trình cũng như là mỹ quan của công trình sau khi đưa vào bàn giao đưa vào sử dụng. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng sớm hoàn thiện đưa công trình đường Vinh Cửa Lò vào sử dụng có ý nghĩa quan trọng, hình thành nên các dự án phát triển thương mại dịch vụ, mở rộng không gian phát triển mới cho thành phố Vinh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.